Bà Minh Hoàng xin kính chào tất cả anh chị em, bà con cô bác yêu thích trồng cây dâu tây. Hôm nay anh Hoàng xin giới thiệu cho anh chị em, bà con cô bác những cái cây giống dâu tây mà hiện nay anh Hoàng đang bán, đang trong cái mùa dịch thì đang hết sức là căng thẳng. Và anh chị em biết rồi, mùa này hàng hóa giao nó cũng tương đối là khó hơn so với lại ngày thường. Thì hiện nay Hoàng đang còn tồn rất là nhiều cây giống, hy vọng là anh chị em có thể ủng hộ. Đầu tiên là anh Hoàng muốn giới thiệu cho mọi người một cái dòng dâu tây hết sức là to đẹp ở đây. Đó là những cây dâu tây Nhật Hime. Thì hiện tại anh Hoàng cũng đang còn khoảng cỡ 200 cây thôi. Anh chị em nào mua ủng hộ thì mua ủng hộ nha. Mùa Covid cũng đang rất là nhờ anh chị em mua ủng hộ cái mùa này. Thì cây giống khá là đẹp, đều ở đây. Cao khoảng cỡ 10-15 cm, cây lá xanh tốt. Cây này thì đặc điểm của nó là sức sống và sức chịu nhiệt rất là tốt. Anh chị em có thể trồng được trong các tỉnh miền Tây, Tây Nam Bộ, rồi trong các tỉnh miền Đông, rồi thành phố Hồ Chí Minh, anh chị em đều có thể trồng được nha. Thì cây này hiện tại anh Hoàng đang bán với cái giá là bán lẻ là khoảng 20 cây trở lên thì là 10.000 một cây. Anh chị em nào mua từ 50 cây thì sẽ giá 8.000. Và ngoài ra anh chị em sẽ được tặng thêm số lượng cây nhất định khi mua, tùy theo số lượng sẽ tặng thêm nha anh chị em nha. Thì cây này thì đang rất là đẹp mọi người nha. Phải nói là thực sự là cây những cây dâu tây Nhật Hime hiện tại của anh Hoàng đang rất 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 là đẹp. Anh chị em có thể mua trải nghiệm. Dòng thứ hai cũng là cái dòng dâu tây Nhật mà anh Hoàng muốn giới thiệu cho mọi người. Đó là những cái cây dâu tây Nhật lùn hay còn gọi là Tochi Otomi. Thì đây là một trong những dòng dâu tây sức sống chịu rất là tốt. Và cây tuy nó lùn, nó nhỏ thôi, nhưng mà những cái gọi là ưu điểm của nó này cực kỳ là vượt trội. Nó có thể sống chịu tốt trong những điều kiện là khí hậu nắng nóng ở trong các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, như là trái chất lượng thì ăn ngọt, to, ngọt thanh nha các bạn nhé. Trái nó rất là ngọt, rất là thơm. Thì giá bán cũng là 10.000 một cây, và anh chị em mua từ 50 cây sẽ là 8.000. Ngoài ra anh chị em có được tặng thêm số lượng cây nhất định theo cái số lượng mà mình mua. Ví dụ mua 20 cây các bạn sẽ tặng được 2 cây đến 3 cây. Mua từ 50 cây các bạn sẽ tặng được 5 cây đến 10 cây, tùy theo số lượng các bạn nhé. Tiếp theo là một trong những dòng dâu tây mà được rất nhiều anh chị em mua trong cái thời điểm hiện nay, đó là những cây dâu tây New Zealand nha các bạn nha. New Zealand thì anh chị em đây, cây đây các bạn này, đây đang rất là đẹp này các bạn này. Đấy, xanh tươi tốt. Thì New Zealand thì ưu điểm của nó thì là trái to, thơm, ăn thì ngọt, ngọt thanh, giòn, cứng và sức chịu nhiệt rất là tốt, năng suất rất là cao. Anh chị em có thể trồng trong các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh đều được, đều ổn. Đây, dòng New Zealand đang cây rất là đẹp mọi người nhé. Xanh tốt, xanh tươi tốt. Hy vọng anh chị em các cô chú mua ủng hộ trong cái giai đoạn này, đang cái giai đoạn khó khăn của anh Hoàng trong cái việc bán dâu tây, bán cây giống này. Đây nha anh chị em nha. Đây cây Nhật. Đó là cái dòng thứ ba. Đây cũng là new này mọi người này, nhưng mà cái này cây nó nhỏ hơn. Đây cũng là dòng new nha mọi người nha. Nhỏ hơn nha. Rồi dòng thứ tư là anh Hoàng muốn giới thiệu cho mọi người, đó là những cây dâu tây Hàn. Đây là Hàn Si Quang. Thì cây cũng đang rất là đẹp mọi người nhé. Cây cũng đang đều đẹp. Đây, sức sống chịu của thằng Hàn thì nó rất là tốt. Nó tương tự như là dâu Nhật. Và nó là đặc điểm, ưu điểm của nó là nó ra trái quanh năm. Và cái vị của cái trái dâu tây Hàn á, thì nó cái vị nó đậm đà hơn. Vị mùi thơm nó sẽ thơm hơn so với dâu Nhật. Ăn chất lượng trái nó vị nó đậm đà hơn. Và cây sức sống chịu rất là tốt, chịu nhiệt rất là tốt, có thể trồng được trong các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là các tỉnh miền Trung như là Khánh Hòa, Phan, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên đều có thể trồng được nha anh chị em nhé.
là anh chị em có thể mua cây dâu tây Hàn Si Quang. Giá bán thì cũng tương tự thôi, đồng giá hết nha mọi anh chị em nha, đồng giá hết, để bán lẻ là 10.000 và bán từ 50 cây sẽ là 8.000. Ngoài ra anh chị em mua nhiều thì sẽ được tặng, anh chị em mua khoảng 20 cây sẽ được tặng 2 cây, mua khoảng 50 cây sẽ được tặng 5 đến 10 cây tùy theo cái số lượng mua. Đây, này đang khuyến mãi vừa bán vừa cho vừa tặng anh chị em ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là một trong dòng dâu tây mới mà anh Hoàng mới bán trong năm nay, thì đó là cái dòng dâu tây Flamenco. Đây là một trong dòng dâu tây của nước Anh. Đây, dòng này mới trải nghiệm thôi anh chị em nha, nhưng mà cây sức sống rất là tốt, thì anh chị em có thể mua về trải nghiệm thêm. Trái to, trái rất là to, ăn trái tương đối là ngọt thanh nha các bạn ạ. Đấy là những cái, đấy là cái dòng dâu Flamenco. Thì một vài cái dòng dâu khác mà anh Hoàng đang có thì sẽ quay cho anh chị em. Đây các bạn này, một vài cái dòng dâu khác anh Hoàng đang dưỡng nó ở đây, thì nó có, bao gồm là có cái cây giống dâu tây Mỹ. Đây là một trong dòng dâu tây là chất lượng trái thì nó tương đối thôi, ăn nó không có, gọi là nó độ chua nó vẫn sẽ có nhiều độ chua hơn so với những cái dòng dâu tây cao cấp mà anh Hoàng vừa giới thiệu cho mọi người phía trước. Thì cái dòng Mỹ Tù thì được cái là trái nó to nhưng mà ăn thì nó lại hơi chua, thế thôi, nhược điểm của nó như thế. Một dòng dâu tiếp theo thì dâu tây Nhật Amao, thì ăn là chất lượng trái ngọt, sức chống chịu nhiệt độ rất là tốt. Nhật Amao là một dòng cao cấp nha các bạn nhé. Ở chỗ này thì có hai dòng Mỹ và dòng Nhật Amao. Ngoài trồng dâu ra thì anh chị em có thể mua thêm, các cô chú có thể mua thêm những cái cây gọi là phúc bồn tử hay còn gọi là cây mâm xôi. Thì hiện tại là bên chỗ anh Hoàng đang có những cái cây mâm xôi phúc bồn tử là màu đen, tức là trái của nó sẽ màu đen. Thì phúc bồn tử mâm xôi là một trong những cái dòng trái cây ăn cũng hết sức là được ưa chuộng hiện nay, và cây này trồng thì nó trồng sẽ dễ hơn là cây dâu, trồng nó rất là dễ. Chất lượng trái thì các bạn biết rồi, nó là một cái loại cây mà nó chứa cái chất trái của nó thì chứa nhiều những cái chất chống oxy hóa, rồi tốt cho đường ruột, tốt cho tiêu hóa, rồi giúp cho cơ thể khỏe khoắn hơn, mạnh khỏe hơn. Đấy, nó rất là nhiều ưu điểm, cung cấp vitamin các loại. Đấy thì các anh chị em có thể mua, giá bán sẽ là 12.000 một cây nếu bán lẻ. Anh chị em nào mua nhiều thì sẽ là khoảng 10.000 một cây. Thế thì vừa rồi anh Hoàng vừa mới giới thiệu cho tất cả anh chị em cô chú, mọi người mua những cái cây giống dâu tây. Hy vọng là anh chị em mọi người có thể mua ủng hộ cho anh Hoàng trong cái giai đoạn khó khăn là đang cái mùa Covid nó đang hết sức là diễn biến phức tạp, và cái khâu đi hàng nó tương đối là khó. Đấy, thì rất mong mọi người ủng hộ, chia sẻ những cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Và anh Hoàng cũng đang trong giai đoạn là vừa bán vừa cho, vừa tặng, vừa khuyến mãi cho tất cả mọi người những cái cây giống này. Hy vọng mọi người sẽ có được rất là nhiều cây giống trong cái vụ dâu tây này. Hiện nay là đang thời điểm là cuối tháng và giữa tháng 8 và cuối tháng 8 rồi, thì mọi người bắt đầu trồng những cây giống dâu tây là hết sức là phù hợp rồi mọi người nha. Thì anh Hoàng sẽ bán với hình thức là bán ship từ 20 cây trở lên. Ship từ 20 cây nha anh chị em bà con cô bác nha. Anh chị em bà con cô bác chú ý là lưu ý là mua bán từ 20 cây. Và có nhiều hình thức ship, anh Hoàng có thể ship theo xe khách, hoặc là có thể ship theo đường bưu điện, đều ship được nhiều anh chị em nha. Giai đoạn này là bán hàng nó khó khăn cho nên là một số nơi không thể nào nhận theo đường xe được nữa, thì anh Hoàng sẽ ship theo đường bưu điện. Tuy nhiên là chỉ nhận những cái nơi bưu điện gần thôi, bưu điện xa thì anh Hoàng sẽ không ship. Và sẽ nếu anh chị em mà mua theo đường bưu điện thì chi phí ship thì nó hơi cao hơn một chút so với đường xe. Và hy vọng được sự ủng hộ mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip tiếp theo.